Thưa quý vị, tang lễ Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sẽ được tổ chức trọng thể theo nghi thức quốc tang trong 2 ngày 25 và 26 tháng 7. Theo thông cáo đặc biệt phát chiều 20 tháng 7, linh cữu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được quàn tại nhà tang lễ quốc gia số 5 Trần Thánh Tông, thành phố Hà Nội. Lễ viếng được tổ chức từ 7 giờ đến 22 giờ ngày 25 tháng 7 và 7 giờ đến 13 giờ ngày 26 tháng 7. Lễ truy điệu được tổ chức vào 13 giờ ngày 26 tháng 7. Lễ an táng lúc 15 giờ cùng ngày tại Nghĩa trang Mai Dịch, thành phố Hà Nội. Lễ viếng, lễ truy điệu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được tổ chức cùng thời gian trên tại Hội trường Thống nhất, thành phố Hồ Chí Minh và tại quê nhà ông, xã Đông Hội, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội. Trong hai ngày quốc tang 25 và 26 tháng 7, các cơ quan, công sở, nơi công cộng treo cờ rủ, không tổ chức các hoạt động vui chơi giải trí công cộng. Trong khi đó, thế giới chứng kiến leo thang căng thẳng ở nhiều khu vực. Mới đây, giới chức Mỹ giải mã tài liệu bí mật về kho vũ khí hạt nhân. Một thông tin cho rằng vụ ám sát ông Trump được báo trước 5 tháng thực hư ra sao? Liên quan đến tình hình trong nước, hoãn chương trình kỷ niệm 77 năm ngày thương binh liệt sĩ. Hơn 6.600 bị hại mua trái phiếu Tân Hoàng Minh sẽ được trả tiền. Côn đảo của Việt Nam lọt top điểm đến hấp dẫn nhất thế giới. Thông tin chi tiết sẽ được gửi đến quý vị khán giả trong bản tin sáng hôm nay. Xin kính chào quý vị, chào mừng quý vị cùng đến với bản tin sáng hôm nay. Mình chúc quý vị có một buổi sáng đầu tuần thật nhiều năng lượng. Và mở đầu như thường lệ là phần tin thế giới. Dữ liệu chính phủ Hoa Kỳ vừa giải mật và công bố cho thấy, tính đến tháng 9 2023, nước này có 3.748 đầu đạn trong kho vũ khí hạt nhân. Như vậy, kho vũ khí hạt nhân của Mỹ gần như không đổi so với năm 2020. Tính đến tháng 9 năm 2020, Hoa Kỳ báo cáo có 3.750 đầu đạn. Cũng theo tài liệu giải mật, từ 1994 đến năm 2023, Hoa Kỳ đã tháo dỡ 12.088 đầu đạn. Riêng giai đoạn 2020-2023 là 400 đầu đạn. Hiện nay khoảng 2.000 đầu đạn đã ngưng hoạt động và chờ được tháo dỡ. Con số hiện tại đã giảm mạnh so với đỉnh điểm năm 1967, khi Hoa Kỳ sở hữu 31.255 đầu đạn. Theo Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm, tính đến năm 2024, Hoa Kỳ là quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân nhiều thứ hai, với 5.044 đầu đạn. Nga đứng đầu với 5.580 đầu đạn. Số lượng đầu đạn hạt nhân của Mỹ bắt đầu giảm từ khi Washington và Moscow đàm phán kiểm soát vũ khí vào giai đoạn cao trào của chiến tranh lạnh. Dù bất đồng sâu sắc về cuộc chiến Ukraine, hai bên cam kết duy trì hiệp ước cắt giảm vũ khí chiến lược New START. Theo đó sẽ giới hạn số đầu đạn mỗi bên sở hữu ở con số 1.550. Tuy nhiên, theo Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm, thế giới đang ở giai đoạn nguy hiểm bậc nhất lịch sử liên quan đến vũ khí hạt nhân. Các quốc gia đang tăng cường kho dự trữ của mình là Trung Quốc và Triều Tiên. Các nước khác cũng đang hiện đại hóa kho vũ khí hạt nhân như Ấn Độ, Pakistan hay Vương quốc Anh. Một quan chức cấp cao các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất vừa cho biết họ sẵn sàng thảo luận khả năng đóng góp quân cho lực lượng gìn giữ hòa bình ở Gaza sau xung đột. Như vậy, UAE là quốc gia Ả Rập đầu tiên công khai ủng hộ quá trình này. Bà Lana Nusebeh, đặc phái viên của Bộ trưởng Ngoại giao UAE, viết trên tờ Financial Times rằng nên thành lập một phái bộ quốc tế tạm thời ở Gaza để ứng phó với thảm họa nhân đạo, lập lại trật tự, mở đường cho thống nhất giữa Gaza và bờ Tây dưới một chính quyền duy nhất. Hoa Kỳ đang muốn các nước Ả Rập tham gia gìn giữ hòa bình Gaza sau xung đột, sau đó giao lại cho chính quyền Palestine do phong trào Fatah lãnh đạo. Tuy nhiên, họ khẳng định Fatah cần thời gian để cải cách và đào tạo lực lượng an ninh. Washington đã gặp khó trong nỗ lực này do không quốc gia Ả Rập nào mặn mà với đề xuất. Khối Ả Rập muốn mọi đề xuất phải tiến tới giải pháp hai nhà nước, điều Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu kiên quyết từ chối. Tháng trước, báo chí Trung Đông nói rằng UAE và Ai Cập đã đồng ý tham gia sáng kiến. Bà Nusebeh gần như xác nhận điều này khi nói rằng UAE có thể cân nhắc trở thành một phần của lực lượng gìn giữ hòa bình cùng với các đối tác Ả Rập, cùng với lời mời của chính quyền Palestine đã được cải cách, có một thủ tướng đủ thẩm quyền lãnh đạo. Hiện không rõ bà Nusebeh có ám chỉ đến ông Mohammed Mustafa,
người vừa nhậm chức thủ tướng Palestine tháng 3 2024 hay không. Một số quan chức Hoa Kỳ nói rằng ông Mustafa không phải lựa chọn ưa thích của UAE do ông này có quan hệ lâu năm với chủ tịch Mahmoud Abbas, bị cáo buộc là tham nhũng và quan liêu. Bà Nusseibeh nói rõ rằng lực lượng ở Gaza mà UAE hình dung sẽ không thay thế Liên Hiệp Quốc hoặc cơ quan phụ trách nhân đạo của Liên Hiệp Quốc, cho thấy UAE muốn tổ chức hỗ trợ người tị nạn Palestine UNRWA tiếp tục làm việc tại Gaza. Israel đã tìm cách chấm dứt hoạt động của cơ quan này và lập luận rằng UNRWA bị nhóm vũ trang Hamas lợi dụng. Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken từng nói với người đồng cấp Trung Đông rằng Hoa Kỳ sẽ giúp đào tạo lực lượng an ninh Palestine để làm nhiệm vụ tại Gaza. Hoa Kỳ không đóng góp quân của riêng mình. Về quản trị, Ngoại trưởng Blinken chia sẻ đối tác muốn thành lập chính phủ chuyển tiếp tại Gaza, có sự hợp tác chặt chẽ với các quốc gia trong khu vực. Ngoại trưởng Blinken đã làm việc liên tục với nhiều quốc gia như Ả Rập Xê Út, UAE, Qatar, Jordan, Ai Cập, Palestine, Bahrain, Thổ Nhĩ Kỳ và Indonesia để thúc đẩy lộ trình quản lý Gaza sau chiến tranh. Cuối tuần trước, dịch vụ đường sắt chở người và hàng hóa xuyên biên giới Lào-Thái Lan đã chính thức đi vào hoạt động, kết nối thủ đô Viêng Chăn với thủ đô Bangkok. Chuyến tàu đầu tiên khởi hành từ ga Api Wat ở Bangkok và đến thủ đô Viêng Chăn sau 10 giờ với quãng đường 634 km. Một buổi lễ chào đón hoành tráng đã được tổ chức tại ga Kham Savat. Trước đây, tuyến đường sắt nối hai nước chỉ dài 3,5 km và chủ yếu chở hàng. Tuyến đường mới chở người được dự đoán giúp khách du lịch hai nước dễ dàng qua lại hơn, thúc đẩy kinh tế, thương mại và giao lưu nhân dân. Giá vé cho mỗi lượt đi dao động từ 7 đến 24 đô la Mỹ. Những chuyến đầu tiên, vé đã nhanh chóng bán hết. Một khách du lịch Thái Lan đến Lào cho biết, khi biết tuyến đường sắt sắp mở, gia đình chúng tôi rất muốn trải nghiệm. Chúng tôi muốn nhìn thấy cổng Patuxai Victory ở thủ đô Viêng Chăn. Chúng tôi biết rằng nếu đi tiếp bằng đường sắt có thể từ Lào tới Côn Minh, Trung Quốc. Chúng tôi rất hứng thú với điều này. Chúng tôi đang cân nhắc đi tiếp sang Trung Quốc. Ông Dalchinda Siharat, giám đốc đường sắt quốc gia Lào cho biết, chúng tôi đã chuẩn bị xe buýt nhanh cho hành khách muốn tới Viêng Chăn để sử dụng tuyến đường sắt này. Các bạn sẽ được trải nghiệm những dịch vụ độc đáo. Chúng tôi cam kết cung cấp chất lượng dịch vụ cao nhất. Ông Surabong Biyachot, Thứ trưởng Bộ Giao thông Thái Lan, chia sẻ, hiện nay chưa có tuyến đường sắt nối Thái Lan với Trung Quốc, nhưng tuyến đường sắt liên thông với Lào đã được khai trương. Khách du lịch sẽ cảm thấy vô cùng thuận lợi. Giao lưu nhân dân sẽ giúp thúc đẩy thương mại và đầu tư. Chúng tôi đánh giá cao sự kết nối này với nước láng giềng Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào. Theo Nikkei Asia, Singapore và tiểu bang Johor ở miền nam Malaysia đang tăng cường hợp tác kinh tế xuyên biên giới như mở tuyến đường sắt chở người và hàng hóa cùng với một khu kinh tế đặc biệt chung. Tuyến đường sắt nhanh RTS đã hoàn thành 80%, dự kiến bắt đầu hoạt động cuối năm 2026. Dù chỉ dài 4 km, nhưng có vai trò quan trọng trong kết nối người và hàng hóa hai bên, giúp giảm ách tắc tại các cửa khẩu. Toàn bộ thủ tục nhập cảnh, hành khách có thể làm tại ga đi, nghĩa là được tự do di chuyển sau khi đặt chân xuống ga đến. Một chuyến tàu có sức chứa 10.000 khách. Hiện nay, phương tiện chính qua lại hai bên là đường bộ. Thời gian qua, ngày càng nhiều người Malaysia sang Singapore làm việc do có lương bổng cao hơn, dẫn tới tình trạng tắc nghẽn thêm tồi tệ. Một nhà phân tích bất động sản Malaysia cho biết, giá chung cư gần khu đường sắt đã tăng từ 30 đến 40% từ khi đại dịch COVID-19 bùng phát. Giá nhà thuê cũng tăng gần gấp đôi. Tháng 1 2024, hai nước nhất trí phát triển một khu kinh tế đặc biệt chung tại bang Johor với diện tích 3.500 km2, nghĩa là rộng gấp 4 lần Singapore. Khu vực này sẽ ưu tiên thu hút đầu tư về hậu cần, chăm sóc y tế và tài chính. Chính phủ Malaysia đang xem xét ưu tiên cho nhà đầu tư liên quan đến vận chuyển hàng hóa, thủ tục và thuế quan. Đối với nhiều công ty Singapore, diện tích rộng và nguồn lao động giá rẻ ở Johor là rất hấp dẫn. Ngoài ra, một số công ty nước ngoài khác cũng cùng cảm tưởng. Không ít tập đoàn lớn muốn rút bớt khỏi Trung Quốc do căng thẳng thương mại. Malaysia đang hưởng lợi, chứng kiến nhiều công ty tăng rót vốn đầu tư ở các lĩnh vực chất bán dẫn, linh kiện điện tử và trung tâm dữ liệu. Bà Julia Goh, chuyên gia kinh tế tại United Overseas Bank cho biết, hai chính phủ Singapore và Malaysia đều thấy được lợi ích lớn lao từ việc hợp tác giống vậy. Singapore giải quyết được tình trạng thiếu hụt lao động và Malaysia nhận thêm nhiều vốn đầu tư, tuy nhiên cũng tùy thuộc vào từng ngành.
Mục sư Brandon Dell Biggs đến từ bang Oklahoma của Mỹ tuyên bố đã nhìn thấy cảnh ông Trump bị ám sát cách đây nhiều tháng. Trong video đăng tải lên YouTube ngày 15 tháng 3 năm 2024, mục sư Biggs dự đoán rằng ông Trump sẽ gặp một viên đạn bay ngang qua tai. Đó sẽ là một vụ ám sát. Viên đạn bay gần đến nỗi làm tổn thương tai. Sau khi vượt qua cái chết, ông Trump đã thực sự tái sinh và hết lòng với Thượng Đế. Mục sư Biggs chia sẻ như vậy trong buổi trao đổi với mục sư Steve Ciccolanti cùng một số khách mời khác. Mục sư Biggs mới đây nói với báo chí và trên kênh YouTube của mình rằng đấng tối cao tiết lộ ông Trump sẽ chiến thắng vào tháng 11 tới vì ông ấy còn nhiều việc chưa hoàn thành. Trong giai đoạn cầm quyền của ông Trump, những giá trị cổ xưa của đấng tối cao sẽ quay trở lại. Tại thành phố Hami thuộc khu tự trị Tân Cương, Trung Quốc, có một vườn nho khổng lồ rộng tới hàng trăm hecta. Tân Cương là nơi khí hậu khô hạn, nên nếu có nguồn cung cấp nước ổn định và ứng dụng khoa học kỹ thuật vào chăm sóc, thì nho là cây có thể tạo ra giá trị kinh tế cao. Vườn nho được mệnh danh là Oasis Vineyard, nghĩa là ốc đảo nho. Mỗi vụ cho ra hàng ngàn tấn, thu về hàng triệu đô la. Mời quý vị cùng theo dõi những hình ảnh về vườn nho khổng lồ này. Chuyển sang cập nhật các tin tức nổi bật trong nước. Bộ Lao động Thương binh và Xã hội vừa thông báo hoãn hoạt động kỷ niệm 77 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 năm 1947, 27 tháng 7 năm 2024. Bộ cho biết các chương trình sẽ được tổ chức vào thời điểm phù hợp. Trước đó, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành kế hoạch tổ chức hoạt động kỷ niệm với các hoạt động chính gồm Hội nghị biểu dương người có công với cách mạng tiêu biểu toàn quốc năm 2024 và ra mắt ngân hàng ADN, để phục vụ việc xác định danh tính liệt sĩ chưa được tìm thấy. Thời gian dự kiến diễn ra vào ngày 21 đến ngày 23 tháng 7 tại Hà Nội. Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đã trình phương án tặng quà cho người có công với cách mạng nhân dịp kỷ niệm 77 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ. Dự kiến có hai mức quà tặng cho người có công với cách mạng là 300.000 đồng và 600.000 đồng. Liên quan đến vụ việc Tập đoàn Tân Hoàng Minh bị cáo buộc chiếm đoạt hơn 8.600 tỷ đồng, Cục Thi hành án Dân sự Hà Nội xác nhận 1.500 bị hại mua trái phiếu Tân Hoàng Minh đã được nhận tiền. Đơn vị sẽ hoàn thành việc trả lại toàn bộ số tiền cho 6.630 bị hại trước ngày 30 tháng 9, có thể sớm hơn vào giữa tháng 9. Vụ án trái phiếu Tập đoàn Tân Hoàng Minh do hai cha con ông Đỗ Anh Dũng và Đỗ Hoàng Việt và các pháp nhân có liên quan thực hiện. Đây là vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản đầu tiên được các bị cáo khắc phục đầy đủ số tiền chiếm đoạt đặc biệt lớn với hơn 8.600 tỷ đồng. Cục Thi hành án Dân sự Hà Nội đánh giá đây là điểm thuận lợi vì cơ quan thi hành án không phải xử lý và thu hồi tài sản. Tuy nhiên, theo ông Phan Việt Bình, chấp hành viên Cục Thi hành án Dân sự Hà Nội, việc chi trả tiền cho các bị hại đang chậm do phải trải qua nhiều thủ tục trong đó, nhiều phần việc kế toán phải làm thủ công. Từng quyết định bồi thường được nhập thủ công vào hệ thống máy tính, đối chiếu xong, chấp hành viên mới làm ủy nhiệm chi. Mỗi ủy nhiệm chi cho bị hại sẽ có 4 chữ ký của cục trưởng, nên để toàn bộ hơn 6.630 bị hại được nhận bồi thường, cần tổng cộng 50.000 chữ ký. 6 chấp hành viên đang được giao phụ trách giải quyết hồ sơ. Chúng tôi mong các bị hại chia sẻ với áp lực của cơ quan thi hành án, ai đã có hồ sơ sẽ được nhận lại tiền, ông Bình nói. Tại phiên sơ thẩm ngày 27 tháng 3, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội tuyên Chủ tịch Tân Hoàng Minh Đỗ Anh Dũng 8 năm tù, con trai ông Dũng là Đỗ Hoàng Việt nhận 3 năm tù với tội danh lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tòa ghi nhận thái độ thành khẩn và tích cực khắc phục hậu quả của các bị cáo, đặc biệt là cha con ông Dũng khi đã nộp hơn 5.600 tỷ đồng. Cùng với số tiền Tân Hoàng Minh bị nhà chức trách thu giữ ở giai đoạn điều tra, hội đồng xét xử xác nhận toàn bộ hậu quả vụ án hơn 8.600 tỷ đồng đã được khắc phục. Khoản này sẽ trả lại cho 6.630 bị hại đã mua trái phiếu Tân Hoàng Minh. Hội đồng xét xử không chấp nhận đề nghị trả lãi. Trong hai ngày 15 và 18 tháng 7, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn SCB
thông báo chấm dứt hoạt động của 9 phòng giao dịch thuộc hệ thống, nâng tổng số phòng giao dịch bị đóng cửa lên con số 91. Ngày 15 tháng 7, SCB thông báo đóng cửa 4 phòng giao dịch thuộc các chi nhánh tại thành phố Hồ Chí Minh và Bình Định. Tiếp đó, ngày 18 tháng 7, có tới 5 phòng giao dịch tại thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai và Hải Phòng phải đóng cửa. Tổng cộng, SCB đã đóng cửa 91 phòng giao dịch trên cả nước kể từ sau khi bà Trương Mỹ Lan bị bắt do liên quan đến vụ án Vạn Thịnh Phát. Bà Trương Mỹ Lan, cựu chủ tịch tập đoàn Vạn Thịnh Phát, cổ đông lớn chi phối phần lớn cổ phần tại SCB, bị khởi tố vào tháng 10 năm 2022. Sau đó, nhiều khách hàng kéo đến các ngân hàng đòi quyền lợi vì đã mua trái phiếu do SCB thu xếp. Tuy nhiên, phải đến tháng 6 năm 2023, ngân hàng này mới bắt đầu chấm dứt hoạt động một loạt các điểm giao dịch. Tại thời điểm trước khi đại án Vạn Thịnh Phát xảy ra, mạng lưới giao dịch của SCB lên tới 239 điểm giao dịch khắp 28 tỉnh thành phố trên cả nước. Vào năm 2023, ngân hàng này tuyên bố đóng cửa 47 phòng giao dịch. Trong 7 tháng đầu năm 2024, đã có thêm 44 phòng giao dịch của SCB phải đóng cửa. Đỉnh điểm là tháng 6 năm 2024, có tới 16 phòng giao dịch của SCB dừng hoạt động. 2 tháng 10 và 12 năm 2023, mỗi tháng có tới 14 phòng giao dịch phải đóng cửa. Bên cạnh việc chấm dứt hoạt động của nhiều điểm giao dịch, ngân hàng cũng thông báo thanh lý 23 xe chuyên dụng chở tiền và 27 máy ATM đã qua sử dụng. Rạng sáng 21 tháng 7, một trận động đất mạnh 4,1 độ Richter đã xảy ra ở xã Ngọc Trung, huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa. Hình ảnh cho thấy trận động đất với độ sâu chấn tiêu khoảng 10 km khiến nhà cửa rung lắc nhẹ. Theo Viện Vật lý Địa cầu, động đất xuất hiện lúc 4h 32 tại huyện Ngọc Lặc, cách thành phố Thanh Hóa khoảng 50 km. Cấp độ rủi ro thiên tai là cấp 0. Tại xã Ngọc Trung, nơi xác định là tâm chấn, Chủ tịch xã Hoàng Duy Dũng cho biết ông đang nằm ngủ ở tầng 1 thì giật mình tỉnh giấc vì nghe tiếng nổ lớn, sau đó nhà cửa đổ đạc rung lắc trong vài giây. Ở các xã lân cận như Cao Ngọc, huyện Ngọc Lặc, Thống Nhất, Yên Lâm thuộc huyện Yên Định, người dân cũng ghi nhận rung lắc nhẹ khoảng 3 đến 5 giây. Ông Nguyễn Xuân Hải, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Thọ Xuân cho biết vào sáng ngày 21 tháng 7, địa phương hiện chưa có báo cáo nào về thiệt hại sau vụ động đất. Vào chiều 20 tháng 7, một cano chở 20 hành khách đi lặn san hô đã bị chìm trên biển Cù Lao Chàm do va phải đá ngầm. May mắn tất cả hành khách trên thuyền được cứu hộ kịp thời. Vào khoảng 13 giờ chiều ngày 20 tháng 7, anh Lê Tiến Lên, 38 tuổi, lái cano chở khách đi lặn san hô ở khu vực Hòn Tai, đảo Cù Lao Chàm. Trên đường đi, cano va phải đá và bị thủng, nước tràn vào cano và gây chìm. Đồn biên phòng Cù Lao Chàm huy động cán bộ chiến sĩ dùng cano cùng các phương tiện gần đó tham gia cứu hộ. Một tiếng sau, tàu lái gồm 3 người và 20 hành khách được đưa vào bờ an toàn. Cano gặp nạn thuộc công ty trách nhiệm hữu hạn dịch vụ du lịch Dũng Hiếu ở phường Cửa Đại, thành phố Hội An được cấp giấy chứng nhận đăng ký phương tiện ngày 25 tháng 4 năm 2019, giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật ngày 24 tháng 1 năm 2024. Cơ quan chức năng đang phối hợp trục vớt cano để điều tra nguyên nhân sự cố. Ban chỉ huy phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn tỉnh Yên Bái cho biết, mưa lớn tại huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái đã làm 5 ngôi nhà bị ảnh hưởng và nhiều điểm sạt lở, gây ách tắc trên quốc lộ 32, huyết mạch nối Hà Nội với Lai Châu. 1 km quốc lộ 32 qua huyện Mù Cang Chải bị sạt lở 9 vị trí với hơn 2.100 mét khối đất đá. Nhiều phương tiện không qua lại được. Ngoài ra, một số đường liên thôn, liên xã qua các huyện Mù Cang Chải, Văn Yên bị sạt lở. Toàn tỉnh ghi nhận 13 nhà dân, nhiều diện tích hoa màu bị hư hại. Tại Lào Cai, lượng mưa ở thành phố thị xã Sapa đạt gần 110mm. Thị xã Sapa ghi nhận một số điểm sạt lở như đường xuống điểm du lịch Cát Cát, phường Phan Xipang thuộc quốc lộ 4D. Sáng Chủ nhật 21 tháng 7, một xe du lịch 45 chỗ đi trên quốc lộ 4D hướng về thành phố Lào Cai gặp đường dốc trơn đã lao lên bãi đất bên đường. May mắn tai nạn không gây thiệt hại về người. Cục Quản lý Đê điều và Phòng chống thiên tai, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho biết đợt mưa từ 19 tháng 7 đến nay đã khiến 3 người chết, 1 người bị thương. Trong đó, một phụ nữ 55 tuổi tại thành phố Thái Nguyên đi làm đồng bị sét đánh tử vong. Tại Nghệ An, nước lũ cuốn trôi 2 người, nhà chức trách đã tìm thấy một thi thể. Ở Lâm Đồng, đất sạt lở vào nhà dân làm 1 người chết, 1 người bị thương. Trang tạp chí nổi tiếng của Anh Time Out đã đưa ra gợi ý 24 điểm đến mới mẻ, ít đông đúc trên thế giới dành cho các du khách, trong đó Côn Đảo của Việt Nam đứng vị trí thứ tư. Nằm ở ngoài khơi tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, Côn Đảo là một trong những điểm đến nghỉ dưỡng biển tuyệt đẹp ở Việt Nam. Quần đảo này chỉ cách thành phố Hồ Chí Minh khoảng 1 giờ bay. Côn Đảo có vườn quốc gia luôn bao phủ một màu xanh ngát của thiên nhiên, của núi rừng, của cây cỏ. Cô Grace Baird, biên tập viên du lịch của Time Out chia sẻ, một trong những địa điểm yêu thích của tôi là Côn Đảo, với những bãi cát hoang vắng tại hòn Bảy Cạnh, nơi bảo tồn rùa biển lên đẻ trứng.
Cô cũng gợi ý du khách trải nghiệm đi dạo trong rừng nguyên sinh Ông Đụng hay thử thách bản thân bằng cách đi bộ lên đỉnh núi Thánh Giá. Không những thế, du khách có thể thăm bảo tàng Côn Đảo và nhà tù Côn Đảo, nơi lưu trữ các hiện vật, tư liệu lịch sử để khám phá thêm về một thời kháng chiến hào hùng của dân tộc Việt Nam. Đến với chuyên mục Chuyển động sáng nay, thưa quý vị, đến ngày 16 tháng 9, trên toàn quốc sẽ tắt sóng thuê bao sử dụng máy điện thoại chỉ dùng công nghệ 2G. Hiện cả nước còn hơn 11 triệu thuê bao này, chiếm tỷ lệ khoảng 9% tổng số thuê bao di động trên cả nước. Tại tọa đàm về tắt sóng 2G do Cục Viễn thông, Bộ Thông tin và Truyền thông hôm 18 tháng 7, ông Nguyễn Phong Nhã, Phó Cục trưởng Viễn thông cho biết lượng thuê bao chỉ sử dụng mạng 2G đã giảm mạnh những tháng gần đây nhưng vẫn ở mức tương đối lớn, khoảng 11 triệu thuê bao. Đến ngày 15 tháng 9, khi thời hạn tắt sóng 2G diễn ra, thuê bao có nguy cơ không thể hoạt động nếu không nâng cấp máy. Điều này đòi hỏi các cơ quan liên quan cũng như nhà mạng cần có biện pháp tuyên truyền, hỗ trợ để người dùng chuyển đổi thiết bị. Một nguyên nhân thuê bao 2G vẫn còn nhiều là người dân gặp khó khăn về chi phí khi mua máy. Tại tọa đàm, các hệ thống bán lẻ như Thế Giới Di Động Việt, hãng điện thoại Oppo hay nhà mạng VNPT, Viettel, Mobifone cho biết họ đã có chính sách hỗ trợ người dùng nâng cấp máy như nhập thêm sản phẩm 4G với giá dễ tiếp cận, trợ giá đến 50% cho một số sản phẩm để hỗ trợ người dùng nâng cấp máy. Theo Cục Viễn thông, việc dừng công nghệ 2G, 3G là xu thế chung của thế giới. 37 nước đã hoàn toàn dừng 2G, còn lại đặt mục tiêu vào năm 2028-2030. Việt Nam có kế hoạch dừng công nghệ 2G trong năm 2024, chỉ giữ lại một phần để hỗ trợ thiết bị chưa có VoLTE, sau đó tắt toàn bộ mạng trong năm 2026 và tiến tới dừng công nghệ 3G vào năm 2028. Sau đây xin gửi đến quý vị khán giả câu chuyện cảm động do một người bạn cũ của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng kể về 6 năm học xa nhà, hai người cùng ăn cơm với rau muống chấm tương ra bờ sông Hồng học trên cát để tiết kiệm tiền giấy mực. Ông Vương Khắc Tăng sinh năm 1942 là bạn học của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong 6 năm phổ thông tại trường Nguyễn Gia Thiều. Hai người là bạn đồng hương, sinh ra tại làng Lại Đà, Đông Anh, trước đây thuộc Từ Sơn, Bắc Ninh. Năm 1957, đê Mai Lâm vỡ, trường ở Từ Sơn bị lụt. Do không đảm bảo cơ sở vật chất, học sinh Đông Anh phải xin đăng ký nhập khẩu vào xã Thượng Thanh, huyện Gia Lâm, nay là phường Thượng Thanh, quận Long Biên để được thi vào trường Nguyễn Gia Thiều. Lúc bấy giờ có khoảng hơn 500 học sinh của 7 huyện thi vào trường gồm Gia Lâm, Văn Giang, Mỹ Hào, Văn Lâm, Gia Lương, Từ Sơn và Đông Anh. Mỗi tội trường chỉ lấy 3 lớp, 150 người, mỗi lớp 50 học sinh. Thế nên việc thi đỗ là khó khăn vô cùng. Vậy mà ông Nguyễn Phú Trọng và ông Vương Khắc Tăng lại nằm trong số những người được điểm cao nhất. Cả làng có tất cả 7 người đỗ vào lớp 5. Thế là hai chàng thiếu niên nông thôn lần đầu lên phố học. Thời gian đầu họ đi bộ đi học. Quãng đường từ nhà đến trường dài đằng đẵng, do đó phải dậy từ sáng sớm để chờ đò sang làng Đa Quất tới ga Gia Lâm, rồi mới vào đến phố để tới được trường. Sau đó, thông qua một người quen của gia đình Tổng Bí thư, nhóm 7 người thuê nhà trọ ở làng Bắc Biên, nay thuộc phường Ngọc Thụy, quận Long Biên, cho tiện học hành. Ông Tăng kể, cuộc sống trọ học rất thiếu thốn, bữa cơm chỉ có rau muống luộc chấm tương, trong đó gạo, tương là mang từ nhà đi. Thiếu thốn là thế, nhưng không cản trở được niềm say sưa học hành. Mỗi chiều, họ lại rủ nhau ra bãi sông Hồng để học ngoại ngữ. Thời đó, chúng tôi học ngoại ngữ là tiếng Trung. Bãi sông rộng mênh mông, tha hồ mà viết trung văn mà không tốn tiền, giấy mực nào. Ông Tăng bồi hồi kể lại. Nhận xét về người bạn học suốt 6 năm thanh xuân, ông Tăng nói, anh ấy là con người khiêm tốn, liêm khiết tận cùng. Khi chị gái đề nghị ông Trọng giúp cháu trong công việc, ông nói với chị, cứ để cho các cháu tự phân đấu, em không giúp được gì đâu. Lúc lên làm chủ tịch quốc hội, nhiều lãnh đạo ở quê nhà cũng muốn nhờ cậy, nhưng ông Trọng đều từ chối. Ông Lê Trung Kiên, hiệu trưởng trường Trung học phổ thông Nguyễn Gia Thiều, khi nhắc về cựu học sinh của trường cũng tâm sự. Bác tế nhị và liêm khiết lắm, chưa bao giờ bác dùng vai trò của mình để mang cái gì đó về cho trường. Đến nay có 3 thứ bác ủng hộ trường. Một là 70 suất học bổng dành cho học sinh nghèo vượt khó do bác tự bỏ tiền túi mua cho các cháu. Hai là cây lộc vừng bác tự tay trồng trong khuôn viên trường năm 2014. Ba là tấm lòng biết ơn của một cựu học trò.
Vâng, và những tin tức vừa rồi cũng đã khép lại chương trình Bản tin sáng ngày hôm nay. Phi Yến chân thành cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình phát sóng tiếp theo.